Hello anh em, thì hôm nay là cái chiếc thứ hai quay lại tiệm. Hôm kỳ lâu lâu lắm rồi mới có một chiếc, thì quay lại tiệm để mình bảo hành. Anh em đừng có ngại vấn đề đó, mình bán cái sản phẩm ra mình không biết là nó mắc hay nó rẻ hay bao nhiêu tiền, nhưng mình luôn có trách nhiệm với nó. Cái màu mà ở trên cái chuông này nè, cái nào đúng là đúng, nào sai là sai. Cái màu trên chuông này anh em đừng có nghe thợ nói là nó bị cháy nha. Tại sao nó ra cái màu này là tại vì cái chuông này nó bằng thép, mà để làm những cái vết rảnh đây nè, thì cái lưỡi mà người ta làm cái rảnh đây nè, làm hợp kim phải cứng hơn, thì hai cái nó tì vào nhau thì nó ra cái màu cháy này. Chứ cái bố không bao giờ làm cháy được cái chuông, nó không có liên quan. Nhưng mà cái sản phẩm bên mình á là làm lại từ cái đồ cũ, có nghĩa là những cái đồ mà anh em thay ra đó là mình làm lại ra cái sản phẩm này, gọi là sản phẩm thủ công, chứ không phải là mình mua một cái đồ mới để mình về mình làm lại mình bán giá này thì nó lỗ banh xác rồi đó. Tại vì cái đồ mới ba cái miếng bố này không, nó là 390 rồi, lò xo, nút cao su và cái chuông nữa, cái chuông nó mất tiền, làm thêm thủ công mình làm lại nó nữa, thì hỏi làm sao mình bán ra giá 400.000 được. Cho nên đây là đồ cũ đó, đồ cũ anh em thay ra. Thì nó tại sao có những cái bộ mà làm bị lỗi, không phải là do bên mình làm lỗi, tại vì nó là máy móc mà làm từng cái lỗi. Ở đây á, là mình đã có nói lúc trước với anh em là cái chuông này nè, bên trong nó là giận chứ nó không có bằng tròn lơ. Thì những cái chuông mà bên mình làm bị lỗi á, lý do là những cái chuông nó bị dớt rồi. Lúc mà trước khi mình làm á, là cái chuông nó bị dớt cái bề mặt, giống như mấy anh em đi xử lý mà đi làm lại chuông dán bố rồi dớt chuông đó, thì dớt chuông vậy là thua, coi như là dục luôn. Bây giờ có làm 10 cái rảnh nữa thì nó cũng dục thôi, tại vì nó không có còn cái độ tì nữa, nó không còn độ tì thì nó mới rung ha, nó mới rung rồi lên nó giật, nó là như vậy. Thì mình muốn nói với anh em rằng á, mình không có phải là mình che lấp cái khuyết điểm, là từ trước tới giờ bán cả ngàn bộ thì lỗi khoảng 4-5 bộ. Có những người ta tin tưởng mình ở ngoài Bắc á, người ta mua đồ của mình đó mà về bị lỗi thì mình nhận đồ lại mình trả, nhưng mình đã mất một cơ hội. Người ta đâu có tin lần thứ hai để mua cái đồ lại nữa, nhưng mà mình làm tròn trách nhiệm của mình là mình có bao bảo hành, mình có bao, thì nếu mà về gắn á, lỗi thì trả lại mình đó. May mắn cho mình á, là hai chiếc xe bị lỗi ở trong gần cái tiệm mình, dù người ta có ở xa tiệm vài cây số đi nữa, nhưng mà người ta vẫn qua, người ta cho mình làm tròn cái trách nhiệm là bảo hành lại cái chiếc xe, làm lại cho nó đúng như cái lời cam kết đó, là mình phải cảm ơn khách hàng có sự phản hồi lại. Thì cái nào đúng thì mới đúng, có nghĩa là mình có bảo hành như cái mình cam kết đó. Thì mọi người cứ có trục trặc gì đừng có ngại, cứ mang lại cho mình, mình ra sản phẩm. Nếu mà anh em cảm thấy không hay, không ngon, chạy nó không hiệu quả thì anh em gửi lại mình gửi lại tiền, hoặc để mình thay cái bộ khác coi nó ok hơn không. Nếu không ok nữa mình vẫn gửi lại tiền, mục đích để cho anh em xài, chứ không phải là mục đích để lấy tiền không rồi chứ bỏ trách nhiệm. Tại vì nếu như vậy thì mình không có làm tay ga đâu, tại vì làm tay ga thật sự nó mất công của mình, nó không có bằng cái mô tô nghề chính của mình đâu. Đây này, mình muốn cống hiến cho cái người ta những cái sản phẩm tốt hơn thôi. Anh chạy thử đi anh, chứ không phải là mình tiền thì tất nhiên là phải có lời trong đó rồi, nhưng mà không có đáng bao nhiêu cả để mà mình phải mất đi cái mà mình đang có. Anh cứ test thoải mái nha. Dạ cứ test thoải mái. Mình làm cái gì cũng vậy ha. Tại sao mà mình nói hết cái nguyên lý hoạt động của từng cái ra, cách mình làm ra, mình không sợ người ta cướp à, mình không quan tâm, nói thiệt. Tại vì nếu để mà làm được một cái này như một cái như là một cái hệ thống á, mà làm được ra sản phẩm nhiều á, thì khó, ít người làm được như vậy lắm. Tại vì thứ nhất cái đầu mua đồ cũ này vô người ta chưa có, người ta phải đi tìm. Cái thứ hai lượng khách hàng ra người ta cũng chưa có, thì chỉ có làm thủ công thôi, người ta làm cho những con xe của người ta thôi, thì mất mớ gì đâu mình phải ấy gì. Nhưng mà khi mà mình nghĩ ra được cái vấn đề này thì
trong đầu mình đã có nhiều cái vấn đề làm nó lớn hơn rất là nhiều rồi đó. Thì những cái như vậy mình đâu có ngại mà chia sẻ với người khác. Đây là chia sẻ để cho anh em đang có ý tưởng của anh em thử làm qua, nó không có gì hết. Nó chẳng qua là tìm được làm sao để cái bề mặt tiếp xúc lớn hơn, và cái bố làm sao á để cho nó bắt và bền hơn. Nó như vậy thôi ạ. Đó, chứ đâu có gì đâu. Anh em tìm được cái bố khác nó tốt hơn, anh em vẫn hơn mình mà. Nó không có gì. Còn nguyên nhân làm những cái rảnh này á, mình cũng đã nói rồi, là tăng cái tiết diện bề mặt tiếp xúc cho cái bố và chuông thôi, chứ không có gì ghê gớm hết trơn á. À, không có mẹo, không có gì hết. Cái những cái này là khoa học, không phải là mẹo. À, mình không có dùng mẹo miết gì hết. Còn những cái lò xo này á, là mình đã, nó lúc người ta bán ra người ta có thông số đo lực rồi. À, cảm thấy cái lực bung nó, cái lực chịu của nó, cái lực kéo nó phù hợp thì mình gắn vô. À, nó phù hợp ở cái vòng tua bao nhiêu đó, tầm khoảng 1.000 vòng, 1.500 vòng là nó dính rồi. Đó, à, thì mình gắn vô thì nó không có bị chờ. À, chứ không phải có gì ghê gớm đâu, cái gì nó cũng có thông số của nó hết. Và nguyên nhân rung phải có nguyên nhân rung rồi sau và rồi trước ha. À, thì anh em cứ tả với mình sẽ chia sẻ với anh em. Nếu thật sự do cái sản phẩm bên mình thì mình luôn luôn mình mong muốn rằng mình sẽ được nhận lại để mình khắc phục lại cho anh em, là gửi bộ khác. Còn nếu anh em không còn tin tưởng nữa thì mình sẽ gửi lại tiền đó, thì làm mất cái thời gian của anh em. Nhưng mà đồ mới trong hãng nó còn lỗi nữa thì anh em phải thông cảm điều đó, huống chi là đồ gia công lại đó. Thì mình thông cảm cho nhau, nó không phải là số lượng quá nhiều, cả 1.000 cái mới bị 4-5 cái là mình trong. Nếu mà người nào làm bên sản xuất thì đó là một cái chấp nhận được ha. Nó chỉ có 0.5% thôi, cái sự sai sót thôi thì nó quá là đẹp rồi. Thật sự người ta có thể tới 10% đó, 5%, 10% là chuyện bình thường. Nhưng mà đây chỉ có 1.000 bộ thì mới chỉ có 4-5 bộ thôi. Nhưng cái vấn đề mình không có tính, mình giữa tính theo cái vấn đề mà về sai số, còn tính theo vấn đề về niềm tin nữa. Người ta tin mình người ta mới mua. Còn mà vấn đề mà để mình hỏi khách đây. Nó làm sao anh cứ nói thoải mái. Anh cho em hỏi là nếu mà trường hợp em ngâm ga từ 10 đến 15 á, nó sẽ có cảm giác nó hơi giật, hơi rung, là như vậy là đúng không? Hơi giật hơi rung ngâm ga 10 đến 15 mà. Đúng rồi, tức là em giữ nguyên 1 phút ga. Còn ở phía trên á, nếu mà em kéo ga lên á thì nó sẽ không có bị cái cảm. Anh đang đi bao nhiêu bi, bao nhiêu gam? Bi bi hình như trong này là 16 sao, em không nhớ lắm. Bi 16. Dạ. Cái bề mặt bi chạy hồi nãy nó mòn đều không? Nó bình thường, mòn đều, nó bình thường. Còn mới luôn á. Còn mới luôn. Cái đấy là mới. Bi tròn hết luôn. Bi tròn hết đúng không? Dạ. Mà bi nó là bi 18 hay là 16? Vậy mấy anh lúc mà kiểm tra thì em không rõ. Cái này là bi trong xe. Bi này bi theo xe. Cái này bi độ. Thấy chưa? Cái đó là do bi nhẹ đó anh. Mình phải chấp nhận một cái tí xíu ban đầu vậy thôi. À. Là mình đi bi quá nhẹ, chứ bi của con này nó tới 18 gram, 19 gram lận. Mình đi nhẹ hơn 2-3 gram. Dạ. Dạ, với lại một phần nữa là cái khởi đầu của nó như vậy thôi. Với lại mình đi do hiệu bi, loại bi gì nữa. Dạ. Một số loại bi nó sẽ không bị gì đó, là nó bám được. Một số loại bi, dạ, khi mà cái lực máy nó quăng ra thì nhiều khi lúc đầu nó giỡn một xíu thôi, là do, dạ, bi của mình. Em nghe là em sẽ biết là do bi, em mới hỏi bi. Dạ, còn cái lúc đầu anh nói đúng, do cái nồi, dạ, là tại chỗ giật bật. Đó là do nồi sâu, dạ, nó không bắt. Em mới nói anh là cái nồi đó nó bị vớt lại rồi, cho nên nó không có điểm tì, cho nên, dạ, nó trượt nó mới ra tạo ra từ chật giật 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 giật. Dạ. Còn cái mình chạy lên mà nó giận cái đó là do mình bi. Dạ. Bởi vì là có hôm đầu tiên lúc mà em mới lắp ở đây ra là em có nói thằng bé mà lắp cho em á, là em báo là nó rung hơn rất là nhiều so với trước khi anh tới đây. Sau đó thằng bé nó báo là có thể do bố anh không đều nên em cũng chạy thử 1-2 hôm, nhưng mà nó càng ngày nó càng rung. Tức là ở đây á, ví dụ như là em dừng đèn xanh đỏ á,
thì bởi vì cái xe này cái chế độ là tắt trong vòng 3 giây. Dạ. Thì trong vòng khoảng 3 giây nó sẽ tự tắt, thì lúc đó là nó rung nhiều nhất. Nó rung giống kiểu anh cứ hình dung là cái chỗ mình để chân á, nó sẽ giật và giống kiểu nó đẩy bừng bừng tới đúng không? Đúng rồi. Còn lúc mà mình kéo ga lên thì nó cũng rung, mà nó rung nhiều hơn nữa cơ. Rồi nó lắp lại được. Nó có chấn lắp lại được. Đó là do nồi sao. Dạ đúng rồi. Đó. Lúc đấy em mới thấy rất là kỳ lạ, em không hiểu tại sao nó lại rung nhiều. Chưa bao giờ em gặp cái tình trạng rung như thế. Giống kiểu dây hay như thế nào đó nó giật. Đó là cái nồi sau của em bị lỗi đó anh. Dạ. Nó không có điểm tì cho nên nó bị trượt, mà những cái rãnh lại giữ lại cho nên mới tạo ra cái độ rung. Đó, còn cái nồi nói chung là em cũng chia sẻ anh rồi, nó là đồ cũ. Nhiều khi trước đây người ta đã vớt nó rồi mà mình nhìn bằng mắt không có thấy được. Đó, cái đó phải lên máy quay ly tâm á, mình rờ vô mình mới biết được. Đó, nhiều cho nên là nhiều cái mình chọn lại nó vẫn bị sai sót. Đó, anh thông cảm anh qua lấy rồi. Anh cứ ấy, nếu mà nó có lỗi thì anh cứ báo em. Còn cái đó là do bi của mình. Mình đã đi bi nhẹ hơn thì mình phải chấp nhận một cái gì đó nó không hoàn mỹ lắm. Không, bởi vì nếu trường hợp do bi thì không có vấn đề gì. Quan trọng là nếu trường hợp do bố hay nồi gì đó thì em mới cần anh kiểm tra, còn cái đấy thì mình chấp nhận được. Dạ dạ. Bởi vì là em cũng không muốn làm phiền mấy anh. Không, bậy. Nhà em thì cũng hơi xa, cái quá trình qua đây cũng hơi. Anh đừng nghĩ làm phiền. Cái đó mình làm ra cái nghề này, mình tạo ra nó để mà mình phục vụ cho cái người lái, và người lái cũng cảm nhận hiểu hết được cái xe để cho đỡ bị cái tiền cái thiệt hại. Đó thì anh cứ chia sẻ với em, với anh đừng ngại. Em đã không ngại nữa, mới anh thấy ngại đúng không? Vì tôi thật với anh á, là cái xe này á, em chạy á, tính ra được khoảng hơn 2 năm chứ mấy, không bao nhiêu cả. Đúng nhưng rồi. Em đi sửa rất là nhiều nơi. Em nói thiệt, cái tiền mà em thay nồi á, em nghĩ chắc phải hơn 10 triệu rồi. Yeah. Mà nó chưa được một cái gì gọi là... Nó chưa hài lòng đúng không? Nó đúng không đạt. Tức là có thể là em sẽ chạy được khoảng 1 tháng, nhưng mà bắt đầu từ tháng thứ 2 nó không ra gì hết. Đúng mà rồi. Là em có thể em chạy được vài ngày, nhưng mà từ ngày thứ 3 trở đi á, nó sẽ không có được, nó không được cái gì hết. Dạ. Xanh khoảng 30.000 cây rồi. 30.000 hả? Anh vệ sinh bát bướm chưa? Chưa đúng không? Cái đó là cái gì nè em? Cái kim phun á. À kim phun, cái đó thì thường khoảng nửa năm em làm một lần. Lọc gió thì như hôm bữa em nói anh khoảng 3-4 tháng em sẽ làm một lần. Còn nhớ thì em thay chắc khoảng 2 tháng thay một lần. Anh dưới canh là lọc gió 10.000 cây. Dạ. Thay một lần. Còn cái vệ sinh kim phun á là 15.000 cây là anh vệ sinh kim phun. Nhưng mà nếu mà anh cái chỗ vệ sinh không đạt á, thì cũng như không. Dạ. Cho nên anh chạy thử đi. Để em coi, em lấy cái chai ra em xịt cho anh là chạy nó khác liền. Sơ thôi ha. Dạ. Thử thôi là nhẹ khác liền. Dạ. Rồi anh đừng ngại nha, có gì anh cứ báo em. Dạ. Mục đích là để người ta xài chứ không phải sửa xe là mục đích là để lấy tiền. Dạ. Lấy tiền mà không có hiệu quả thì sao em mất khách hết. Dạ. Em đâu tồn tại lâu được đâu, cho nên anh phải phản hồi lại giúp em. Dạ dạ, dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh nha. Dạ dạ. Anh đợi xíu để em xịt cái cho anh nhẹ hơn chút.